giống sướng rồi cả nhà. Đó, tụi nó ăn cua rồi. Đó. Ừ, cái này còn cái. Giống như là phải tua hay bị bỏ giữa đường, hết xăng bị bỏ giữa đường. Giờ đang đứng ngồi chờ quay những chiếc xe đang lên dốc nữa nha. Đây là xuống dốc. Để hết xăng. Hết xăng rồi. Rồi hết xăng rồi. Rồi chạy xuống. Rồi xong. Trời ơi cái này bỏ đi vào giữa dốc luôn. Rồi hết xăng rồi cả nhà. Vô. Trời ơi. Quá trời luôn cả nhà. Ừ, cái nhà thấy không? Đó. Để bởi vậy xe mạnh mới lên nổi. Ở cái dốc này đây nè. Xuống là không cần ấy luôn nè. Nè cái nhà thấy không? Cây nước nè. Quăng là tự động tuôn. Lên dốc hơn cái nhà thấy không? Cái nào nó chạy nè. Quá trời quá đất luôn. Trời ơi đi xuống còn ghê quá à. Lên đây nè, đứng sau cục đá nè không? Là tới rồi đó, còn chưa nữa. bị bỏ giữa đường, hết xăng bị bỏ giữa đường. Giờ đang đứng ngồi chờ quay những chiếc xe đang lên dốc nữa nha. Đây là xuống dốc. Để hết xăng. Hết xăng rồi. Dốc xuống rồi cả nhà. Đó, tụi nó ăn cua rồi. Đây, đổ xăng lên tới đây. Tới rồi. Ở đây lên về lên nổi không? Ê, tụi không?
Được, được. Được, được. Rồi, rồi. Rồi, từ từ. Rồi, lấy gai đây. Đổ ít trên đây, một ít hay mẻ tới 30 ngàn luôn. Mắc như vậy? À, rồi làm biến. Giờ trời ơi, còn trời chạy 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 dọc đường nửa đường hết xăng. Leo lên dốc nữa hả? Leo dốc nữa rồi. Hỏi đây đây lên cái xếp mà. Mà từ dưới mé đó còn thấy xe không? Chạy cái dựng dựng lên cũng gọi lên nổi không? Ừ. Thấy xe không? Chạy cái dựng dựng dựng. Để mình lên đây là mình đi đâu hả? Bọn nhà này nhà ca bắt cái gì? Hả? Điện gì? Ừ, con sóc. Con này sóc con. Thì ba ẩm nè. Còn cao không? Không, không. Còn cao không? Nhá. Ờ tự nhiên đi lên đây chứ tao tao đó chết không thôi. Cái này phải hồi đó mình đi không làm. Hả? Ấy da. Tiếp tục đi lên. Ngồi cái dốc nào nó cao cũng khoảng cỡ 1m7, 1m8 như vậy nè. Tới. Lấy điện thoại gọi đi anh ơi. Chờ. Chờ. Đúng không? Năm mấy nhiêu? Dạ 50. Đấy. Cái gì vậy?
Rồi. Đâu bò không? Núi cấm là đỉnh cao với con núi cấm. Xuống dốc luôn cả nhà. Cái đi cái hạ xuống 10 kg. Chắc 10 kg đâu. 10 kg mà đi hoài. Đây tao chỉnh đợi gì vậy? Gì mới mỏi mệt nè. Ôi trời ăn nhỏ đấy. Thì lắm nó nằm đi dài không? Dài không trời. Mình thôi mẹ ơi, con mấy đứa nhỏ đi hay lắm, còn đứa này không. Đi hay lắm nè. Đứa nhỏ đứa bự. Trời đu em thấy mắt mạch không? Đu thấy á, đu rồi. Chú có đẹp. Rồi về cắp treo cái nó cười hố hố nữa nè. Lên cắp treo mày cười không bò? Cười sao ông á thì đâu chi lên. Đi thẳng lên đi cho người ta đi. Ta đi là giỏi rồi ha. Thằng kia nó đeo không kìa. Ta đi vậy là giỏi quá giỏi rồi. Có xe chưa mấy anh? Có. Dạ có. Chẳng có xe nào mà chở đường này vô. Cậu. Đi coi đó vô là đẩy xuống núi luôn á. Ông hai bà hai là người tha nhất mà cuối cùng đẩy người đi nhanh nhất. Cái nào? Cái này hả? Trời ơi. Ây da. Phải hộ con nó lực lượng. Trời ơi. Con em ơi. Rồi, chuẩn bị xuống dốc thôi. À. Xuống thì không cần chạy nhiều à. Cái tự động nó lăn xuống à. Xuống nhẹ đi lên thôi. Xuống cái lò thắng lắm. Đi lên được không? Mòn bố. Ba cái dốc rồi. Tại lái nước mà sao nhíu nhíu nhíu. Tại lái yếu yếu là không dám chạy á. Trời ơi, nhíu nhíu nó trời ơi. Giống như dốc ruột gan gì hót hết rồi.
Rồi xuống tới rồi. Ờ. Đẹp quá. Rồi xuống tới đất bằng này. Xe lửa hành phải không? Đó, xe lửa hành này cáp treo. Cáp treo á. Lửa hành là cái gì? Lửa hành là đó đó. Vậy hả? Cáp treo, cáp treo. Chở hành nó xuống. Chở nó mất ối. Rồi rồi. Ôi, hết được không? Ôi, bóng. Ở đi đường nào? À, đây là chuẩn bị về tên ấy nữa này. Lại tiếp tục leo lên đỉnh nặng lên cáp treo nha cả nhà. Để mình đi xuống xuống núi. Nãy mình lên núi rồi giờ mình sẽ đi này mình sẽ xuống núi. Đây. Rồi mình sẽ vô ga của dồn bớm mình sẽ về dưới chân núi. Đi đến đây là yếu hết rồi. Sai cáp treo đây. Ngồi đây đi. Em. Rồi. Bên đây đi để chuẩn bị ra nha. Xong rồi cái bên ngoài nè. Rồi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nó thả dốc đây. Nè. 1 2 3 đi ra. Chương trình đi. Rồi. Rồi thả dốc đây. Cáp treo thả dốc. Ủa sao nãy trùm đầu mà sao giờ mở ra ăn giò mày? Đâu? Nè mở đây. Giờ lên là tóc gỗng luôn rồi đó. Giờ đâu lên được. Cái hồn nó sát nhau á. Ở đây đâu có coi gì cáp đâu. Gì cáp dưới ngoài mà. Cái này là hết cáp rồi. Ở đây nó xả cáp. À tới đây hết cáp phải không? Vậy thì hãy giữ bé kiểu nó chạy vô ngoài. Đó là bị chói gan à. Nó nhả cáp nó chạy bằng cáp xe à. Ê, lỡ ta chưa hết ù nữa cậu. Bây giờ nó vẫn còn ù. Nó cáp treo ngoài cho bé đi ạ. Cái bé ngoài ngủ đi chị ơi. Đi ạ. Yeah.
Đây, yeah, mình sẽ ra về nha các bạn. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha cả nhà. Thì cả nhà có yêu mến mình thì cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ ha cả nhà. Bây giờ mình chạy cái hột là chạy cái hột liền, cái hột là chạy cái hột liền. Ơi ra về anh hai móc cái túi ra coi này này sạch hết ra luôn. Để vào gì sạch, để vào cho nó cái gì.